Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con đến đây có bài một mâm cúng, thì con cũng không có cúng gì nhiều, chỉ cúng cháo và nước. Thì mỗi lần con đến đây thì con có cúng bánh, nhưng hôm nay con cúng cháo. Lần trước thì con có thấy một vong linh của một bà cụ, con thấy cũng có vẻ là trì niệm theo tuyến đường Phật mà con đã đặt nơi này. Nếu thật sự là hữu duyên, con mong vong linh hãy xuất hiện ra đây để con có thể cùng hộ niệm cho vong linh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà sắc là linh thiêng. Dạ, đây là cái tấm lòng của con muốn gửi đến cụ. Và tất cả các phần cúng ở đây là của cụ hết. Vì lần trước con thấy cụ có ý là niệm Phật rất là nhiều và ngồi rất là lâu ở đây để nghe tiếng niệm Phật, thì hôm nay con mạo muội ngồi tại nơi này luôn cùng niệm với cụ, hy vọng sẽ giúp cụ được giải thoát. Dạ, con mời cụ. Cụ có thể ngồi xuống với con. Con cùng cụ niệm Phật, cùng cụ niệm sáu chữ Di Đà. Cụ ngồi gần gần với con nè. Giờ cụ làm theo con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy chắp tay lại với con nè. Con với cụ cùng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Bà ơi, bà đắc rồi, bà nhớ về độ tụi con nghe bà.